Xin kính chào quý khách. Hôm nay em sẽ xay một hộp hắc sâm củ khô loại 8 củ. 8 củ ạ. Loại này là to nhất rồi ạ. Trên thị trường hiện nay không có loại nào to hơn cả. 300g. Đó. 65 tuổi, hắc sâm 65 tuổi. Cho một bà. Đây là tem chống hàng giả, hàng nhái ạ. Tem này rất quan trọng nhé. Cái tem rất quan trọng. Quý khách mua hàng nhớ để ý cái tem này trên hộp hắc sâm củ khô. Những cái tem khác họ sẵn sàng làm giả đấy, nhưng tem đấy làm giả rất khó. Đó. Bà ở Bắc Ninh, bà ở thành phố Bắc Ninh. Đó, sau đây em sẽ bóc cho quý khách xem. Đây là bà. Bà này bao tuổi bà nhỉ? 84 rồi. Ui bà 84 rồi, con cứ tưởng bà 70 cơ. Bà 84 bà vẫn khỏe lắm. Không trẻ thật mà. Không có nói thật. 84 thì bà nội con năm nay là bà nội vợ con năm nay cũng 85 hay sao, nhưng mà yếu hơn nhiều. Hắc sâm củ khô này thì công dụng nổi bật là chuyên cho người bị tiểu đường. Có những người tiểu đường thì họ thường họ già rồi thì họ mệt mỏi, kém ăn, thì uống bổ sung thêm hắc sâm này vào thì sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tỉnh táo hơn và giảm được cái lượng đường trong máu. Bên trong họ đóng rất là cẩn thận. Đó. Bên ngoài là một hộp thiếc, bên trong là một hộp gỗ. Hộp gỗ này được bọc bằng một lớp ni lông. Đó, một lớp ni lông. Sau đây em sẽ cắt ra. Mới mở như này thôi nhưng mà ta đã thấy mùi rất là thơm rồi. Bên em là Joy Plaza, tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Chuyên về nhân sâm Hàn Quốc. Đó, sau đây em sẽ, đây là một quyển hướng dẫn sử dụng nhưng mà bằng tiếng Hàn ạ. Có tiếng Anh luôn. Có tiếng Anh và tiếng Hàn. Đó, chi tiết về hắc sâm. Quá trình sản xuất, đây là một chiếc giấy chứng nhận. Một cái giấy chứng nhận đảm bảo. Đó. Bên trong hộp như này. Có một tờ giấy như là tờ báo bọc một hộp gỗ. Họ làm rất là tinh xảo, tỉ mỉ. Riêng dòng này thì nó rất cứng cho nên là quý khách phải xay ra. Xay ra thành bột, xong rồi sáng ra mình cho vào một cái chai. Mình pha với nước ấm, đây là cái chống ẩm, chống mốc, muối mọt. Đó, sáng ra mình pha vào cái chai nước ấm khoảng tầm 200ml, mình nắc mạnh lên để cho nó thành phần sapolin nó hóa thành bọt bên trên, thì đó là chắc chắn là hắc sâm chính hãng. Và đó là cách phân biệt cuối cùng của hắc sâm thật và hắc sâm giả, đó là nắc nên nếu nó rất nhiều bọt thì đó là thật, và cái bọt đó chính là cái thành phần sapolin ở trong hắc sâm. Đúng 8 củ nhé. Đúng 8 củ nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Nhìn rất là to, rất là ngon. Mỗi củ có một cái tem bọc bảo hành chất lượng sản phẩm. Đó. Em đã quay rất nhiều clip hướng dẫn chi tiết này rồi, nhưng hôm nay em lại quay lại. Đó, nhìn cái củ sâm này. Rất giống hình người đúng không ạ? Củ ấy rất là đẹp, củ ấy rất giống hình người luôn. Đó. Củ này rất giống, rất rất đẹp. Chụp lại củ này. Bên em là có rất nhiều các dòng sâm, như là cao sâm, cao hắc sâm, sâm nguyên chất thì có dòng hắc sâm củ khô và hồng sâm củ khô. Các dòng nước tinh chất hắc sâm. Nếu có anh chị bận không có thời gian ấy, thì có thể uống cái dòng các dòng nước, dòng tinh chất này họ đã làm thành gói rồi. Mình chỉ việc mình cắt ra mình cho vào trong, mình cho cốc mình uống luôn. Hoặc dòng cao thì mình pha, mình cũng pha với nước ấm. Đó. Số điện thoại của bên em là 0961 936 536. Số Zalo của bên em cũng là 0961 936 536. Ngoài ra thì bên em có rất nhiều các sản phẩm khác tốt cho sức khỏe. Hơn 200 sản phẩm cho não này, mắt, rồi cho những người bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rồi xương khớp,
rồi omega 3, dạ dày, đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc, các dòng sữa hạt. Đó. Các dòng sâm nhung hiêu và trà sâm, cao xoa bóp, rồi các dòng hóa mỹ phẩm như là kem đánh răng, rồi mỹ phẩm ô hui, rồi dầu gội đầu. Đặc biệt là bên em còn có viên chống đột quỵ của Quang Đông và viên tinh dầu không đỏ của Quang Đông. Hôm nay bà cũng mua một hộp hắc sâm và bà mua một hộp tinh dầu không đỏ. Đó, bà đang muốn phòng bệnh tiểu đường và mỡ máu. Tinh dầu thông đỏ thì chuyên cho người mỡ máu, máu nhiễm mỡ. Còn hắc sâm thì chuyên cho người bị tiểu đường. Về cái dòng thảo dược hay là bất cứ một cái dòng được chiết xuất từ thảo dược, chúng ta dùng cũng phải rất là kiên trì và dùng dài hạn thì mới thấy hiệu quả rõ rệt được. Nó không như những dòng thuốc tây, tức là uống cái là có tác dụng ngay. Về của dòng sâm của trẻ em thì bên em cũng có các dòng sâm baby phù hợp cho trẻ em. Đây là một hộp viên đông trùng 10 viên bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý. Đó, còn bên dưới là một hộp bổ lão trầm hương chuyên dành cho người đau đầu, tiền đình, huyết áp cao. Còn đây là hộp men tiêu hóa. Men tiêu hóa, hộp này rất tốt bởi vì con nhà em đang dùng cái hộp thứ tư rồi, uống bao nhiêu loại mà vẫn không thấy hiệu quả, nhưng đến loại này thì mới thấy được nó rất tốt, mới cải thiện được cái hệ tiêu hóa của trẻ em. Còn đây là hộp ngũ cốc. Ngũ cốc này thì chuyên dành cho người ăn kiêng hay là những bà bầu ấy, sợ bị tiểu đường đó, kiểu sợ bị tiểu đường thai kỳ ấy. Hoặc cho người già họ không thích ăn đường thì dòng ngũ cốc này uống rất là tốt, một hộp có 50 gói. Và đây là dòng mật ong chanh vàng cho những người hay bị ho đờm, buổi sáng thì là uống cho thì múc ăn luôn được, rất là ngon. Còn đây là dòng sâm thái nát tẩm mật ong. Sâm thái nát tẩm mật ong, đó, họ cắt ra thành nát, họ tẩm mật ong rồi ăn nó mềm. Mình lấy cái tăm mỗi lần, mỗi ngày mình ăn khoảng 3-4 lát. Đó, đây là dòng mát gan. Dòng mát gan. Đó, đây là dòng cao rán nhé. Cao rán. Cao rán cho chỗ nào đau nhức xương khớp, đau lưng, đau mỏi vai gáy, thì đau chỗ nào mình rán chỗ đấy, một gói của nó gồm có 20 miếng. Đó, đây là hộp bổ lão. Bổ lão 60 viên, bổ lão gỗ. Hộp này rất tốt, bên em bán khoảng tầm từ ngày khai trương giờ bên em bán phải tầm gần 1.000 hộp rồi. Bán rất chạy, hiệu quả dùng rất cao. Đó, đây là dòng nấm thượng hoàng chuyên cho người bị ung thư và những người trị xạ, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Đó, đây là dòng nấm linh chi. Đó, nấm linh chi. Rất nhiều sản phẩm ạ. Cô anh chị quan tâm xin vui lòng đến địa chỉ bên em là 264 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Còn quý khách ở xa thì xin vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0961 936 536, bên em giao hàng tận nơi, ship hàng toàn quốc. Xay đi, cô còn phải nấu cơm. Vâng, xay cho bà để bà về nấu cơm. Rồi, Plaza, xin chào quý khách.